nhân dịp Rio de Janeiro năm 2021, chúng tôi xin tuyên dương điều đô Nguyễn Văn Thắng Hà Nội hoa đỏ giữ, đô Phan Bá Phương quân đội xanh theo hai đô vỏ dưa sợi. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đại. Sau cái vận này, hai tiểu đô, hai đô đã đăng ký tiểu đô là đô Nguyễn Văn Toan, đô Nguyễn Xuân Đặng, hai đô chuẩn bị trang phục. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Đây là theo vận 1 của đào thường, nhưng lễ hội đền đô 2021, đô Nguyễn Văn Thắng Hà Nội khối đỏ gặp Nguyễn Bắc Phương quân đội hố xanh. Ra ngoài, hai đô vào sân sôi. Hai đội chuẩn bị trận đấu tiếp tục. Nếu đô bảo đi bên kia, xem cái ghế bảo vệ, ông ngồi bên trong này để từ đây, vào chỉ cần ra đây bên này hỗ trợ. Hai đô nghe lệnh trọng tài chống xe đại. Chuẩn bị các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Đây là các vận kỳ hai của đội thường. Lê Phan Bá Phương quân đội đã chiến thắng khối đỏ. Lê Văn Toàn Hà Nội khối xanh nhìn vào. Sau cái vận này xin mời hai đội giải ba Nguyễn Đặc Thông Minh Bảng gặp Vương Minh Cảnh Thiên Bông, hai đội chuẩn bị trang phục. Trận đấu tiếp tục.
chuẩn bị để trang phục cho đội quốc gia trận đấu tiếp tục. Tiếp tục từ phần 12 của đèo Thường, Đô Phan Long Phương quân đội đã chiến thắng và Lê Văn Toàn quân đội xin theo Hà Nội xin theo. Hai đội vừa dẫn dắt đã công bố kết quả cơ vật vừa qua. Cơ vật vừa qua Đô Phan Long Phương quân đội đã toàn thắng đèo Thường. Bắt đầu Đô Lê Phan Long Phương đầu.